Bộ móng tay dành cho người chơi hệ ghiền bánh ngọt. Hello mọi người, thì cái bộ móng tay lẩu cá này của Mẫn nè, Mẫn cũng đã để được khoảng một tuần rồi, nhưng mà thật sự nó rất là nặng luôn á. Mình chỉ làm cho vui thôi nên là bây giờ mình phải đi tháo ra. Vì mới làm có khoảng một tuần thôi nên cái keo còn rất là chắc luôn á, nên công đoạn tháo ra cũng khá là cực. Nặng và vướng nhất chính là hai cái ngón cái hình hai cái nồi lẩu chà bá bự này đây. Để thuận tiện hơn trong việc đi du lịch á, nên là Mẫn đã quyết định tháo bộ móng lẩu cá ra và làm một bộ móng mới theo yêu cầu của cả nhà về chủ đề bánh ngọt. Ta nói ai ghiền ăn đồ ngọt, ghiền ăn bánh hay là thích uống trà chiều rồi đó, nhìn mấy cái bánh này là quen thuộc lắm đúng không? Nhìn mấy cái tram hình bánh ngọt to to vậy thôi á, chứ nó không có nặng tay với lại không có vướng lắm đâu. Chỉ có điều là cái lúc vuốt tóc á thì tóc của mình hay vướng vô mấy cái tram á mọi người, vuốt tóc hơi cực nha. Thiệt ra cái ý tưởng làm những cái bộ móng hình đồ ăn như thế này á, thứ nhất là Mẫn cũng rất là mê đồ ăn, thích làm những cái bộ móng xinh xinh lạ lạ cho vui. Thứ hai á là mình cũng muốn có một cái nội dung mà mình có thể giao lưu với các bạn, rep comment của các bạn, thực hiện những cái bộ móng theo chủ đề của các bạn mong muốn, thì cái đó các bạn vừa vui mà Mẫn cũng thích nữa. Nên là nếu mà bạn nào nhìn những cái bộ móng rườm rà như thế này cảm thấy khó chịu thì hãy thông cảm cho Mẫn nha. Sau khi gắn móng xong á thì mình sẽ sơn một lớp cuối cùng cho cái móng nó bóng lên và ta đơ, thành phẩm nè mọi người ơi. Đây là bàn tay trái của Mẫn đó nha. Còn đây kế tiếp là bàn tay phải. Ta nói team hảo ngọt, team mê đồ ngọt, mê bánh ngọt đều là không thể bỏ qua bộ móng này đâu nha. Mẫn đi du lịch đảo Phú Quý với lại Phan Thiết Bình Thuận, ai nhìn bộ móng cũng mắc cười hết trơn.